Dữ liệu lớn là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ. Hiện tượng này đề cập đến những tập dữ liệu quá lớn hoặc phức tạp mà phần mềm ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể xử lý đầy đủ. Tầm quan trọng của dữ liệu lớn không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở khả năng cung cấp cho các tổ chức về mặt thông tin chi tiết và ra quyết định. Các tổ chức tận dụng dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đổi mới các sản phẩm của họ. Hiểu biết về dữ liệu lớn là rất quan trọng đối với bất kỳ ai tham gia vào lĩnh vực công nghệ, kinh doanh hoặc thậm chí là chính phủ. Nó không chỉ là việc tích lũy dữ liệu, mà còn là việc chuyển đổi dữ liệu này thành những hiểu biết có thể hành động. Vì vậy, dữ liệu lớn được xem là nền tảng của sự đổi mới trong kỷ nguyên số hiện đại. Dữ liệu lớn được phân biệt bởi 4 đặc điểm quan trọng: khối lượng, tốc độ, sự đa dạng và tính xác thực. Khối lượng đề cập đến lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi giây từ các giao dịch kinh doanh, mạng xã hội, cảm biến, v.v. Tốc độ có nghĩa là tốc độ dữ liệu này được tạo, lưu trữ, phân tích và xử lý. Sự đa dạng đề cập đến các loại dữ liệu khác nhau mà chúng ta có thể thu thập. Từ dữ liệu có cấu trúc, dạng số trong cơ sở dữ liệu truyền thống, đến các tài liệu văn bản phi cấu trúc, email, video, âm thanh, dữ liệu chứng khoán và giao dịch tài chính. Tính xác thực thể hiện cho độ tin cậy của dữ liệu. Với rất nhiều dữ liệu đến từ nhiều nguồn, việc đảm bảo tính chính xác và nhất quán là rất quan trọng, nhưng cũng đầy thách thức. Việc quản lý hiệu quả các khía cạnh này cho phép các công ty khai thác tiềm năng thực sự của dữ liệu lớn. Những đặc điểm này tạo nên khuôn khổ mà dữ liệu lớn hoạt động. Hiểu được những đặc điểm này giúp các doanh nghiệp chuẩn bị chiến lược và công nghệ cần thiết để tận dụng tối đa dữ liệu họ thu thập. Phần 5. Dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính. Ngành tài chính luôn coi trọng dữ liệu, nhưng dữ liệu lớn đã đưa điều này lên một tầm cao mới. Các tổ chức tài chính sử dụng dữ liệu lớn cho nhiều mục đích khác nhau, từ quản lý rủi ro đến phát hiện gian lận. Dữ liệu lớn cho phép xử lý thông tin theo thời gian thực, mang lại lợi thế cạnh tranh. Phân tích các tập dữ liệu lớn giúp xác định rủi ro tiềm ẩn và đưa ra quyết định sáng suốt. Cách tiếp cận này bảo vệ tổ chức và các khoản đầu tư của khách hàng. Dữ liệu lớn cá nhân hóa trải nghiệm ngân hàng và phát hiện gian lận. Phân tích giao dịch theo thời gian thực giúp ngăn chặn gian lận. Phần 6. Dữ liệu lớn trong lĩnh vực bán lẻ. Dữ liệu lớn là một yếu tố thay đổi cuộc chơi trong bán lẻ. Phân tích dữ liệu khách hàng giúp hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng. Quản lý hàng tồn kho được nâng cao đáng kể. Dự đoán nhu cầu sản phẩm chính xác hơn. Chiến lược định giá linh hoạt dựa trên dữ liệu thời gian thực. Tạo thông điệp tiếp thị cá nhân hóa. Dữ liệu lớn cách mạng hóa trải nghiệm khách hàng. Phần 7. Dữ liệu lớn trong lĩnh vực sản xuất. Dữ liệu lớn đang tạo ra những bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các nhà sản xuất sử dụng dữ liệu lớn để theo dõi và phân tích dây chuyền sản xuất theo thời gian thực. Bảo trì dự đoán được hỗ trợ bởi dữ liệu lớn, có thể dự báo hỏng hóc thiết bị, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì. Việc tích hợp dữ liệu lớn với các thiết bị IoT, Internet of Things, đã đưa ngành sản xuất vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Các cảm biến được nhúng trong máy móc truyền dữ liệu liên tục, cho phép tinh chỉnh hoạt động và cải thiện hiệu quả năng lượng. Phân tích dữ liệu lớn có thể tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng, đảm bảo nguyên vật liệu có sẵn khi cần thiết và sản phẩm hoàn thiện được giao hàng hiệu quả. Bằng cách phân tích dữ liệu từ quy trình sản xuất, các nhà sản xuất có thể phát hiện sự sai lệch so với tiêu chuẩn chất lượng và xác định các vấn đề cơ bản. Dữ liệu lớn đang biến đổi ngành sản xuất bằng cách nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng thị trường. Phần 8. Dữ liệu lớn trong lĩnh vực viễn thông. Ngành viễn thông có thể thu được nhiều lợi ích từ dữ liệu lớn. Các công ty viễn thông sử dụng dữ liệu lớn để nâng cao dịch vụ và tối ưu hóa mạng. Phân tích lưu lượng truy cập giúp nâng cao chất lượng mạng. Phân tích dự đoán lỗi mạng và sắp xếp bảo trì. Quản lý tỷ lệ khách hàng rời bỏ qua phân tích dữ liệu lớn. Hiểu lý do khách hàng không hài lòng để giữ chân họ. Tối ưu hóa mạng là lĩnh vực quan trọng của dữ liệu lớn. dữ liệu lớn mang lại lợi thế cạnh tranh trong ngành viễn thông. Phần 9. Dữ liệu lớn trong chính phủ. Dữ liệu lớn nâng cao hiệu quả và minh bạch của khu vực công. Các chính phủ sử dụng dữ liệu lớn để cải thiện dịch vụ và quản lý tài nguyên. Phân tích dữ liệu giúp chính phủ hợp lý hóa hoạt động và giảm chi phí. Dữ liệu lớn hỗ trợ an ninh công cộng và tối ưu hóa nguồn lực. Nó cũng hỗ trợ hoạch định chính sách và quản lý thiên tai. Tích hợp dữ liệu lớn đang thay đổi hành chính công, làm cho nó hiệu quả hơn. Phần 10. Những thách thức của dữ liệu lớn. Mặc dù có nhiều lợi ích của dữ liệu lớn, nhưng có những thách thức đáng kể mà các tổ chức phải đối mặt trong việc triển khai nó. Mối quan tâm về quyền riêng tư là hàng đầu, đặc biệt là với việc ngày càng có nhiều dữ liệu cá nhân được thu thập. Việc đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu này là tối quan trọng, vì vi phạm có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và uy tín đáng kể. Chất lượng dữ liệu là một thách thức lớn khác. Chất lượng dữ liệu kém có thể dẫn đến thông tin chi tiết không chính xác. Điều này có thể gây tốn kém cho doanh nghiệp. Việc đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu là rất quan trọng để phân tích dữ liệu lớn hiệu quả. Ngoài ra, việc lưu trữ và xử lý một lượng lớn dữ liệu đặt ra những thách thức về kỹ thuật và hậu cần. Tuân thủ quy định cũng là một rào cản đáng kể, với các quy định về bảo vệ dữ liệu như GDPR ở châu Âu và các luật tương tự ở các khu vực khác. Những thách thức liên quan đến dữ liệu lớn cũng lớn như những cơ hội hấp dẫn của nó. Phần 11. Xu hướng tương lai của dữ liệu lớn. Tương lai của dữ liệu lớn được đánh dấu bằng một số xu hướng thú vị, hứa hẹn sẽ nâng cao tiện ích và tác động của nó trong các ngành. Một xu hướng như vậy là sự tích hợp của AI với dữ liệu lớn. Các thuật toán AI được cải thiện khi chúng xử lý nhiều dữ liệu hơn, và dữ liệu lớn cung cấp nguồn dữ liệu hoàn hảo cho các thuật toán này. Điện toán biên là một xu hướng khác đang thu hút sự chú ý. Khi khối lượng dữ liệu tăng lên, việc xử lý dữ liệu gần hơn với nơi tạo ra dữ liệu ở rìa mạng sẽ giảm độ trễ và sử dụng băng thông. Công nghệ blockchain cũng đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực dữ liệu lớn. Với khả năng cung cấp quản lý dữ liệu an toàn, minh bạch và chống giả mạo, blockchain có thể giải quyết một số thách thức về quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến dữ liệu lớn. Việc đảm bảo rằng dữ liệu lớn được sử dụng một cách có đạo đức, tôn trọng quyền riêng tư và quyền lợi của người dùng ngày càng trở nên quan trọng. Những xu hướng này nêu bật bản chất năng động của bối cảnh dữ liệu lớn. Phần 12. Kết luận. Dữ liệu lớn không còn chỉ là một từ thông dụng, mà là một yếu tố then chốt trong việc định hình tương lai của kinh doanh, công nghệ và xã hội. Tác động của nó đối với các ngành khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến bán lẻ cho đến chính phủ, thể hiện tiềm năng to lớn và tính linh hoạt của nó. Tuy nhiên, cũng giống như dữ liệu lớn mang lại những lợi ích to lớn, nó cũng mang đến những thách thức đáng kể, cần được quản lý một cách khôn ngoan. Các tổ chức phải điều hướng qua những thách thức về quyền riêng tư dữ liệu, chất lượng và tuân thủ quy định trong khi khai thác các công nghệ hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn. Tóm lại, dữ liệu lớn đại diện cho một biên giới cho sự đổi mới và là một nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tiến bộ kinh doanh và xã hội. Hành trình với dữ liệu lớn mới chỉ bắt đầu và vai trò của nó trong việc định hình tương lai là vô cùng sâu sắc.